12 giờ rồi, đến giờ ăn cơm rồi mọi người ơi. Và hôm nay mình sẽ ăn ở một quán mì mà ngày trước thời sinh viên mình vẫn hay làm ở đây. Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Mình đã làm ở đây trong vòng khoảng 3 năm, 4 năm gì đó. Và hôm nay mình quay trở lại đây và đi một chút. Đến sau nên là chắc phải xếp hàng mọi người ạ. Quán rất là nhỏ, hẹp. Hôm nay sẽ mua miso nhá, miso và có tất cả topping cực kỳ để nói 1 sen 150 yên mọi người ạ. Ok, bấm nút thôi. Ok, bóng dáng của mấy anh nhân viên kia cũng là mình ngày xưa đấy mọi người ạ. Mình đã xin phép và họ đã cho mình quay rồi nhá. Ok, và quay một chút nào. Ngày xưa mình làm trong bếp này mọi người ạ. Rất là nóng luôn, nếu mà mùa hè siêu siêu nóng luôn. Mọi người nhìn thấy cái gậy dài hay không? Gậy đấy dùng để khuấy súp, nước súp lên đấy. Đấy. Sau đó thì đợi khách vào rót nước cho khách rồi hỏi khách muốn ăn mì kiểu gì như thế nào. Và sau thì phải ngồi đợi mọi người ạ. Saiki sushi. Thế rồi đến lượt bắt mì của mình đây rồi. Đây này cho súp vào này. Đấy, cho mì vào này. Đấy, cho một chút là mì sẽ chín. Và múc súp vào trước. Đấy, xong thì nhấc mì lên. Cho mì vào bát và cho topping cực lên. Đấy, của mình là tất cả topping cực luôn mọi người. Nãy là mình bảo cho nhiều súp lên là nó nhiều súp quá nhìn bày trí trang trí không được đẹp lắm. Đấy, nhưng mà trông ăn rất là ngon nhé mọi người nhá. Đấy, itadakimasu. Mình sẽ ăn bát mì này với tốc độ bàn thờ luôn nhá. Mọi người chờ 5-10 giây xong là mình đã ăn xong hết bát mì này rồi. Đấy, mình nói xong là đã xong rồi đây. Đấy, đã. Rồi thì lau bàn cho người ta đỡ phải chạy ra ngoài á. Ngày trước mà mình đi làm có ai lau hộ thì rất là sướng. Cảm ơn các bạn nhá. Vậy là hành trình đi ăn mì ngày hôm nay của mình sẽ kết thúc ở đây. Nếu mà bạn nào muốn nếm thử hương vị mì nơi mình đã từng làm ở đây thì hãy xem địa chỉ bên dưới nha, mình có một nơi nhá. Ok, bye bye mọi người.